hoài vậy trời? Đừng có nói là yêu tôi ha. Tôi đẹp quá mà. Nói thiệt với bà nghe, dưới quê biết bao nhiêu đứa con gái nó theo nó cua tôi còn chưa thèm đó. Tại thấy bà cũng nhà quê nhà mùa à, thấy tôi tội nghiệp cho bà. Bà nhào xuống nhào lên trên đường này, xe nó ăn bà đó. Ăn tôi sắp đi qua được, ông cản đường tôi không à. Nãy giờ xe cộ quá trời, xong đón đi luôn cho rồi đi. Trời ơi, xe cộ nhiều nhưng mà là toàn là xe ôm, xích lô không à, tôi không có thích. Ông nghĩ sao vậy mà đi xe ôm, vậy mà đi xích lô, phải là taxi. Mà tôi nói cho ông biết nha, taxi là phải taxi đẹp mà. Nó chạy chút xíu nó cũ là tôi cũng không đi à. Đó, chính mấy cái này đây tôi mới theo bà tôi giữ giùm á nè. Giữ giùm á, trời giữ giùm. Đất ơi, giữ làm gì hay dưới quê lên mà có nhiều đeo hết hả, bán mấy hầm cá hả? Thì ông không nghe ta nói người đâu của đó, phải không? Thì tôi đi tôi phải đem nó theo hết chứ. Ông á, ông đâu có lộn tốt gì. Ông thấy ông giữ hay là ông thấy chỗ nào vắng vẻ ông vô cướp. Trời ơi, tôi nói cho bà nghe, bà đừng có bỏ cái ý tưởng đó đi nghe. Hồi nãy từ ở dưới quê lên đây hả, bà nằm bà ngửa bà dựa cho tôi bà ngủ bà hả không à, tôi mà lấy à, tôi lấy bà luôn còn được chứ đừng nói lấy đồ. Trời ơi. Bữa thiệt bởi vì bữa nay có xe chứ hay là ông có nguyên cái chiếc Mercedes thôi. Nhưng mà thằng em trai của tôi á, nó mượn đi một ngày, nó từ dưới quê nó ra cái Nha Trang nó ăn sáng. Cho nên thôi cho nó đi chứ thôi tôi lấy xe theo rồi. Nhà bà giàu quá. Giàu sao không giàu. Taxi. Trời ơi anh cướp. Này anh cướp. Anh cướp à. Cái gì vậy? Anh cướp à. Thấy chưa, rõ ràng nó lòi cái mặt hả chưa. Anh cướp à. Tôi giả bà không còn một cái răng nha. Tôi thấy bà đi đón xe bà chạy như vậy bà bỏ cái vỏ tôi giữ lại cho bà. Cái gì trong trọng mà giữ vậy? Cái gì hỏi anh gì? Bởi vì nó hả tôi dù ông mà mặt ông gian mà. Quyết quá đừng đi theo tôi đó. Gian manh quá luôn. Không theo bà là không được, tội nghiệp bà quá đi. Thôi trời. Thôi nó mệt quá. Thôi người đông đúc đã mệt rồi. Cha già cha đeo hoài mệt thêm tránh được tránh nó mừng muốn chết luôn. Làm ơn nhả tôi ra chút được không? Ai ngậm bà đâu mà nhả. Mẹ già vô duyên. Ở đây có một cái quán nè, bà vô đây tôi vô được chứ. Bà có tiền tôi cũng có tiền vậy. Trời hoài biết có cái ý gì nữa nè. Ý con khỉ. Cho ly sữa tươi chị ơi. Cho ly sữa tươi luôn. Trời uống không bắt chước giống nhau nữa hả trời. Bắt chước gì người tôi cũng cần sữa vậy bà. Trời ơi vậy tôi hỏi là ông cái ý ông muốn cái gì. Tôi thấy bà lên thành phố đó một mình bà nhà quê nhà mùa ha. Tôi sợ người ta cướp giật bà ha, hột xoàn mà bà đeo cả rổ vậy chứ phải dừa ha. Rồi tôi sợ vậy tôi mới lo cho bà. Tôi đi theo bà rằng tôi giữ chừng nào bà lên xe bà dìa rồi thì thôi tôi đi. Bà sao bà cứ nghi ngờ người ta không à. Cái lòng tốt con người bây giờ nếu mà nói với ông á, trời ơi ông mà lòng tốt chắc nó hiếm lắm mà trời, còn sót lại trong xã hội này hay sao. Biết đâu được. Trời ơi hình như là mà tôi thấy không phải. Trời ơi ông đừng có lấy cái. Bây giờ tôi nói giả dối nhiều lắm. Bên ngoài giả bộ tốt bụng nha. Trời ơi cảm thấy một cái hở một cái hay là mình ba vô cút giật rồi. Mà sao hồi nãy tôi nói bà rồi. Ở trên xe bà dựa cho tôi bà ngủ. Lúc đó bà ngủ bà hả họng vậy tôi lấy bà còn được. Chứ đừng có nói lấy đồ của bà. Bị lúc đó tôi ngủ tôi hả họng tôi xấu quá ông không lấy. Thấy không? Mà tôi ngủ tôi ngậm miệng lại như Elizabeth ông lấy rồi. Giờ bà ngậm lại bà cũng đâu có đẹp. Hả? Sao bà tự tin về nhan sắc của bà quá thấy muốn mửa luôn à. Cá tra nó thấy bà nó còn lặn nó không dám lên ăn. Đừng có xài xể cái nhan sắc của tôi quá vậy nha. Ông có cái gương không? Phải có dòng sông cũng chứ không soi cái mặt ông đi. Ông cũng ngang ngửa tôi hả? Được cái xấu mà có duyên, hiểu không? Còn đỡ hơn cưng. Cưng cũng có chút nhan sắc mà cưng nói chuyện cũng có duyên. Cưng nói chuyện nó đâm hông không à. Ở đây hả? Tôi rồi thôi kệ bà đi hả? Coi chừng nó cướp bà không còn cái gì luôn á, nói cho bà nghe. Thấy ông, ông ai cướp người đông đúc xe qua lại gì không ai cướp hết ngoại trừ ông thôi. Thứ con người của bà đa nghi. Bà không có đọc báo, bà không có biết gì hết trơn hết trọi á. Nhiều cái thủ đoạn để nó lấy được của bà lắm. Ví dụ bây giờ nè, bà đang uống sữa đi, thấy không? Đó, đó là bắt đầu nó mới lấy thuốc nè, nó bỏ vô trong này. Trời, đó. Mới bỏ vô cái ly sữa tôi vậy? Bỏ gì đâu. Tôi mới thấy ông làm gì nè. Cái đó tôi ví dụ thôi. Nó bỏ vô trong chổng cho bà uống xong bà ngủ cái bắt đầu nó mới lấy đồ của bà. Còn không hả, nó có cái thực thôi miên nữa, bà có biết không? Ngồi nói chuyện giống mình giống vậy nè, xong lát hồi bà lột đồ bà đưa hết luôn. Trời, tưởng cái đó tôi biết rồi ông ơi. Bởi tôi nói, tôi đi lên Sài Gòn nè, tôi chuẩn bị hết rồi. Nó cái thực thôi miên á, chứ dễ thôi miên được tôi. Chuẩn bị hết rồi.
Gà. Gì vậy? Tỏi. Đem tỏi theo hả? Ai thông minh được tôi? Sao bà không ngậm trong họng luôn đi cho nó sợ. Xem chút tôi ngậm rồi không? Ông có gì nói qua nó lợi giống như là ông kiếm cái cách nào đó cứ hé một cúc là ông muốn giết tôi chết để lấy đồ tôi thôi à. À ăn luôn. Mệt quá. Mệt khỏi nói chuyện với bà nữa đi. À, nhớ nghe, có chuyện gì đừng có hả họng kêu tôi nghe bà. Thôi, giờ bà chết sống kệ bà đi, tôi mệt rồi. Thôi đừng có nói nữa, ông muốn làm gì cũng làm. Thôi, dẹp. Mệt. Tôi và anh hai người, hai đứa hai nơi đi. Bác. Mùi quê không? Hết hồn à. Mùi quê bác. Bỏ ra ơi. Trời ơi, quê thơm đó bác ơi. Quê thơm mày đem về cho má mày hửi đi. Con nói cho bác nghe, cái quế này á, bác biết đã làm cái gì không? Làm tâm sĩ đăng á. Bác mua đi lót dài. Tao tính mua rồi mà tao nghe mày từ trong họng mà mày đưa xuống tới dưới cái giò. Thôi tao nín mẹ nó luôn cho rồi. Bác nói con nghe, con mời lộn người rồi. Cái người bên đây là không mời người bên kia. Người sặc sỡ thì lúc nào cũng giàu có, phóng khoáng hơn cái người đen đúa. Thấy không? Quế thấy không? Dạ quế á. Nãy giờ đưa qua đưa lại là nghe mùi quế rồi. Dạ. Thấy không? Này rẻ không con? Dạ 40. Trời ơi nó rẻ ối luôn vậy đó hả? Ngỡ hơn quá hả? Ê! Chị quế ăn cái này nó đỡ đau bụng phải không? Cái đó là đồ lót dài đó. Lót dài nhưng mà bây giờ nó còn mới chưa có lót. Thì ăn được miếng nào ăn chứ. Ôi cái phần vệ sinh là tôi nói bà là số 1 rồi đó, không có ai lợi bà đâu. Sao này dài dữ con cắn được. Con miếng già đó. Hả? Hay là bác đánh dài không? Dài hả? Không dài. Con đánh kỹ lắm. Đủ thứ hết á. Cái này đánh nè. Đánh được này em con. Được bác. Muốn á. Đánh được bác. Vậy bác đánh cho bác con muốn vậy. Đánh cho bác con muốn hả? Muốn hả? Mày để đồ đó tao coi cho, chạy đi đi. Mày đi đâu? Chạy đi, đi mua đồ về đánh cái đầu gúa. À. Mày đúng. Mua vẹt ni về mày đánh. Cái này vẹt ni hả? Bởi xài gì sang mà không có đúng con mẹ gì hết trơn. Tự nhiên là người ta đi đánh dài đi, quất cái đôi guốc gỗ cho người ta quánh. Ai bác, biết? Bác nói hay quá à. Sao bác không đánh đi? Dài đâu đánh. Đánh này này đánh trong mặt mày hả? Trong vỏ hả? Trong vỏ làm gì có à đánh? Có. Con địa con thấy rồi. À, nội cha nó thằng này hay thiệt mày. Sao mày biết trong này có dài luôn hả? Có, tao thấy rồi. Của mà để cho nó đìa thấy hết là bởi vì. Thôi, cái này tao không đánh. Đánh đi bác. Thôi, mày đánh cho bà đi. Trời ơi, sáng giờ con chưa đánh ai đó. Tao nói không còn... là không mà mày sao mày kỳ cục vậy? Có gì cũng có là đánh cho bác đôi dài này con. Nào. Đánh cho bác. Đánh đi con. Cái này đâu đánh được bác. Sao vậy? Dài mà. Dài nhưng mà nó bằng vải đâu đánh được. Vậy chứ sao mới đánh được? Sao chắc... mày mua thuốc tẩy vậy mày tẩy cho mẹ ơi. Trời ơi, nó sáng sớm gặp đâu không mẹ? Không phải là bác không muốn đánh cho con mà không phải bác không mua. Đưa cái lót giày bác cũng muốn mua. Thôi mày đi đi, không có ai đánh hết trơn á. Xin lỗi mày á. Tao mà tao nói một cái á, mày gặp tao cái mặt mày còn chạy luôn á. Nói gì? Hồi đó có thằng rồi cũng tới năn nỉ tao quánh dài. Tao quay qua tao nói mẹ bà mày răng tao còn chưa quánh. Nó quánh dài. Trời ơi. Rồi. Thiệt không? À, bác không đánh dài à, bác à, mua báo à. Rồi, không mua mày. Trời ơi, mua báo đi, đọc mở mang kiến thức. Con nói bác nghe báo này rất là hay á nha bác. Cô bác, đọc báo. Đó, mời nhà trí thức đó coi báo đi. Đọc coi bác, cái gì vậy? Sao tao không biết chữ mà kêu tôi đọc báo. Con đang trí thức tao biết chữ nè. Nhìn cái đầu là biết tao trí thức rồi thấy không? Đó, mời tao mua đi. Con đi. Đi đi mẹ ơi, mệt quá. Ngâm bóp à. Thôi đi đi, người ta không có thịt đâu, đừng có đấm kia mất công mệt. Đấm hả? Không đông. Mày đi đi, đọc báo chơi. Trời ơi, có cái tin gì ghê dữ vậy ta. Một cặp tình nhân 70 tuổi yêu nhau, chốn con cái lên trên thành phố hưởng từng trăng mật. Vì bất đồng ăn uống, hai người cãi lộn với nhau, cãi qua cãi lại. Nàng chịu không nổi cầm đôi guốc gõ vô đầu chàng cái bóp xì xọ. Trời, nghe cái tình thôi là hết muốn đi ăn chao luôn. Già mà sao bụng gân dữ vậy trời. Mà cái bà đó cũng dữ, lấy guốc đập vô đầu chồng là sao? Sao nó nói giống mình vậy ta? Móc họng hả mày? Ê, báo này đâu có gì đâu, tin vậy mà mới vậy. Tin này là tin cũ rồi.
tin nào mới? Mày mua cái tin mới mới đây, tao mới coi sáng nè. Làm gì có. Trời ơi, mày bán báo mày không quan tâm ba cái chuyện này. Trời sao? Cái vấn đề nóng hổi bây giờ là cái gì? Phải nón bảo hiểm không? Dạ đúng rồi. Trời ơi, có cái ông kia kìa, ông đội nón bảo hiểm, ông đi xe ngoài đường đó. À. Xong rồi ông đậu cái xe ngay chỗ đường, lề đường này nè. Dạ. Ông tháo nón bảo hiểm bị nóng quá, hiểu không? À, rồi lúc đó là xe đụng ông chết luôn. Đụng con khỉ, ông đứng ông đó, ông hổng mát, hổng mát xong có thằng bán báo chạy tới mời. À. Đó mời rồi năn nỉ hoài đó. Năn nỉ hoài xong ông bực, ông lấy cái nón bảo hiểm ông quánh nó trên đầu nó đó. Rồi. Rồi cái nó mới chấn thương sọ não, ông mới vô bệnh viện ông nuôi. Trời ơi. Bà nội cha mày, mày đi móc họng mày nói ai tình nhân mày hả? Mày đi không? Tao phan thấy bà nội mày bây giờ. Mua con gái đi. Đi ơi. Đi không? Mua dữ. Nói gì nãy giờ nó móc họng tôi ông á hả? Bà đâu có biết. Bà lúc nào cũng hả họng cho tao móc, bà làm sao mà biết được. Xe cộ quá trời, sao bà không đi cho rồi? Vua hết ly nước đi gì? Uống đi rồi đi. Nhà quê lên, không biết mẹ gì hết trơn. Người ta chỉ cho mày đặt làm khôn, thấy ghét. Mệt quá, uống nước đi. Vậy đi. Bác còn mấy tờ số mua một con đi bác. Không mua mày. Chú mua một con mấy tờ đi. Tao nói không mua là không mua nghe mày. Anh mua em mấy tờ đi anh. Còn nhiêu tờ đây? Dạ còn có 5 tờ. Trời ơi, uống sữa mà nó cũng nhợn. Số mấy đây? Dạ 39, trời thần tài luôn á. Trời cái mặt của anh hả, nhìn thấy sáng tài lắm á. Chiều nay mua chắc trúng liền á. Mua đi anh. Y chang cái ông thần tài ở nhà ông thờ á. Tôi quánh mày nghe. Ông thần tài nhà mày thờ là cái mặt ổng, ông già thấy ớn luôn. Tao còn trẻ vậy mày kêu tao giống ông thần tài. Không biết ai thờ sao chứ ở nhà em thờ cái ông thần tài trẻ măng y chang vậy nè. Mua đi, 5 tờ mua hết rồi em ấy. Mày quá à. Mua em 5 tờ đi. Biết nịnh nhưng mà nịnh đúng chỗ. Dạ. Mua hết thì mày mày. Ê, bà chín hết đây hả? Dạ 39, 5 tờ này là 39. Dạ 5 tờ cuối á. À thôi lấy 2 tờ thôi. Lấy hết giùm đi. Thôi. Tao mua 2 tờ được. Trời, rồi. Lấy hết mày, em đi có 5 tờ. Không mà tao nói không có mua, tao mua 2 tờ là mua ủng hộ mày. Tại mày nói tao mặt đẹp giống ông thần tài tao mới dạ, mua. Dạ đúng rồi, y chao thần tài nha, mà trẻ măng là đẹp chứ. Thôi để tao mua 5 2 tờ luôn đi anh. 2 tờ thôi. Dạ, rồi có 5 tờ. Dạ. Qua đây. À, mua mấy em chị. Còn ba tờ. Ở đây 2 tờ, ở đây 3 tờ nữa. Không mua. Vậy vậy mua mà em đi. Không mua. Bác mua một con nha bác. Mua, bác mua cho con. Dạ, còn 3 tờ. Lớn tuổi phải kêu đúng, phải không? Dạ. Mày nghĩ sao mặt này kêu bằng chị? Đâu biết đâu, từ bên kia con cũng thấy lớn mà. Từ bên kêu anh mua liền. Người ta ham hố, người ta khoái trẻ mà người ta không soi gương. Già lắm rồi, nó nhăn nheo hết. Mà dạ. Bác kêu bằng anh là sao? Còn 3 tờ mua em đi. Gì? Mới tờ xưng gì đó? Dạ 39, 3 tờ. Mày mới xưng tao bằng cái gì? Dạ bác. Bác phải con không? Dạ con. Mày em đâu giả chạc tao không mua à. Bác chứ không phải người bên kia nghe con. Dạ dạ. 3 tờ 39 hả? Dạ. Bác trả lại. Sao vậy bác, còn có 3 tờ? Nó phải nổ, bác thích số 5 chứ không, bác không thích số 3. 5 tờ bác mua. Anh cho em mượn chút nha. Bác nói thiệt cho con. Này là bác, 5 tờ. 5 tờ là chuyện nhỏ. 5 tờ bác mua hết. Bác mua luôn cái ông bên kia 30 giấy còn đứt luôn hồ chi. 3 năm cái tờ giấy số. Ôi, 5 tờ hả con? 5 lần 5 25 ngàn quá. Dạ 25 ngàn. Trời ơi. Trời ơi. Tiền lẻ là mất tiêu hết trơn rồi trời. Tao nói hả, trời nó ngộ lắm. Con còn một cọc á, bác cũng mua chứ đừng có nói. Dạ, còn 5 tờ cuối à. Thôi quá. Còn mấy tiền lẻ đây, còn nếu mà không còn tiền lẻ, bác con có tin dạ, là rồi, bác ba cho con là một tờ không? Tin không? Nếu mà không tiền lẻ là bác cho con tờ tin không? Dạ con tin. Bác là bác. Bác sợp quá. Không khoan lắm chứ không phải ai kia là ta kiết, ích kỷ. Cảm ơn là con. Dạ cảm ơn bác. Chiều nay bác trúng là có người học máu á mà. Dạ, rồi chiều nay bác trúng đi bác. Đính đi để bác nói mà không biết có người đó còn máu để học không người này. Cảm ơn bác. Đó là chiều nay trật xong rồi có người lên tăng xong cũng học máu là chết. Mắc gì phải lên tăng xong. Anh rồi đi mày. Đi mày, chờ mày cái gì? Tao không thèm mua nữa mày. Dạ đâu có đâu. Có 5 tờ mày bán hết cho bà rồi thôi. Dẹp đi. Anh, còn. Còn nguyên đống nữa nè. Sao nãy mày nói còn có 5 tờ? Dạ cái đó 39, số 39 còn có 5 tờ, còn cái này 79. Trời ơi, thằng tài lớn luôn á. Trời cái thằng này nó nhỏ mà nó gian dữ mày. À, con người đã bị gạt. Anh mua mà em đi anh, còn quá trời. Không mua mày. Thằng mày dắt tổn rồi mày. Đem qua bển cho bà Mão hết đi. Trời ơi, bà chửi con vậy rồi Mão gì nữa. Trời ơi. Em đi anh. Đi đi. Anh. Không.
Trời ơi, cái chiêu này ăn là mày xài hoài mày. Cái chiêu này quen nhưng mà con bán được hoài à. Mua mày. Không mua. Không. Mày không đi hồi tôi trả ngược lại cái năm tờ này. Dạ, mày gian xảo nha. Đi đi mua. Đi đi. Trời ơi, già chát bắt tao kêu anh. Vừa. Dại á mày. Vừa. Bởi vì kêu đúng với cái số tuổi của mình đi không. Trời ơi. Cái thằng này nó gian manh dữ vậy ta. Vậy cho vừa. Tôi nói bà không chịu nghe. Tôi nói bà, tôi hồi nãy giờ tôi không theo tôi canh bà ha, bà còn gạt rồi xúc quần luôn á cho nói cho bà nghe. Nhiều khi cái thằng này nhiều khi nín. Là ông gài vô. À, alo, ba đây. Xuống xe rồi. Ngồi quán cà phê. Ờ, có cái bà kia bả người nhà quê lắm. Bả dưới quê bả lên đó mà. Ờ, ba theo ba chỉ giùm cho bả. Bà dốt lắm mẹ ơi, bà không biết mẹ gì hết trơn á. Ừ. Không biết mà bị lật tài lanh nữa. Nói này em nói thui vậy trời. Xấu. Xấu chứ không có đẹp. Ừ. Trời. Ba cái nhan sắc như quỷ vậy mà tao có thèm đâu mẹ ơi. Ờ. Được cái nổ dữ lắm. Ừ. Ghê lắm. Nổ kinh khủng lắm. Ừ. Ờ con ơi kệ nó đi. Để cho nó nổ. Alo. Ờ. Tao cái số nhà số mấy mày? Coi mà. Hả? Ờ ba lên tới rồi. Alo. Đang ngồi đây nè. Alo. Cái gì? Hả? Trời ơi, con nghĩ sao mấy chuyện nhỏ nó cũng điện cho má. Không, nó chiếc lăn. Số 7 à? Chiếc Mercedes kẹt rồi con lấy cái lăn cu sơ đi đi. Còn không con lấy chiếc lết sệt đi đi. Trời ơi, chở có 100 triệu đô la với lại 3 thúng hột sàn thôi mà con làm thấy ghê quá à. Con lấy chiếc lết sệt cho má đi. Thấy không? Rồi con đám cưới hả? Má lo hết rồi con yên tâm nghe. Mà tao nói hột sòn mà nhẫn á, mắc cho nó năm chiếc. Một chiếc là 3k thôi. Hay không, đeo chừng nào mà nó gãy tay thôi. Còn cái là cái dây chuyền á, là cái mặt tao nói là mặt ông thật luôn á, mà xung quanh là cẩn hột sòn hết. Hay không, còn nhà đó là má cho hai đứa là một cái căn biệt thự ở trên biển á, 100 triệu đô la. Nhỏ hả, nhỏ thì con lấy 200 triệu. Con thích cỡ nào má chịu con cỡ đó. Vậy thôi được rồi, bây giờ cái căn nhà mà con coi mua cho má hả, thôi má không thích ở đó đâu, con mua cho má ở Hawaii đi nghe, mà ngay biển nha, còn không bị ở trên núi cũng được. Nói tóm lại là ở cái chỗ nào mà cái nghề diễn viên điện ảnh Hollywood hay ở đó con, giống như đồ Mimo hay là Tom Gui đồ đó con, hay là Angelicula gì đó, ở mua cho má là đặt cho má cái ngôi biệt thự đó sát bên cái tụi mà diễn viên điện ảnh Hollywood nghe. Sao điện thoại vậy mời ấy bất tử vậy trời. Alo. Chào bà chị. Ai đó? Tôi bà chị ơi. Ai vậy? Bảo vệ riêng. Bảo vệ riêng cái gì, điện thoại tôi hơn chi, tôi đâu có cần bảo vệ, tôi giàu mà tôi không cần bảo vệ riêng. Đâu có, cũng theo bà chị bảo vệ bà chị sáng giờ chứ, cho em xin tiền đi. Tiền gì? Bảo vệ gì? Tiền em đi theo bảo vệ bà chị đó. Đi theo tôi hả? Sáng giờ đâu ai theo tôi, chỉ có ông cha già ông đi theo bực bội thôi, chưa tống ông đi được thôi á. Đâu, ông đó ông trẻ chứ, tại vì bà chị không nhìn ra chứ, ông quá trẻ, ông đẹp trai nữa. Không, ông già gì quỷ vậy, nếp nhăn lắm trơn rồi, không thích đâu. Chỉ kiểu ông đó đi theo tôi thôi à. Có, hồi sáng nghe đồn, ông cũng có điện, ông kể tôi nghe, ông nói ông đi gần bà khùng nè. Bà khùng. Trời ơi, ông điện tôi hả? Bà mẹ nó không có ai điện thoại hết, bốc lên nổ nhà này nhà kia, hột xoàn, nùi, vàng, đô la. Trời ơi, tháng này tháng mấy rồi, bước qua tháng 8, tháng 9 chứ đâu phải rằm tháng 7 đâu mà đem đô la đi cả nùi vậy đang đốt ha. Ông không được kiếm chuyện nghe. Vu lên trên thành phố mà còn đi phe của. Mẹ nó tới nó nắm cổ và nó cắt hồi nào không hay giờ. Có ai nắm, thấy ông nắm thôi đó. Ông này tôi để ý ông lắm nha. Nghe tôi hỏi làm sao có số điện thoại của tôi. Đây. Lúc nãy ngồi trên xe bà quảng cáo đây. Đó đây. Trả đây. Cô Bảy Núi chuyên bán các loại cá giống đây. Trả đây. Thảo Dẹp. Để lấy làm kỷ niệm. Kỷ niệm nặng biết chỗ mời mốt xuống thăm. Thăm cái chỗ sản xuất bom lựu đạn của bà. Bán cá mà làm bán lựu đạn quăng thấy ớn luôn, nổ thấy ghê. Trời ơi. Thảo Dẹp đấy bà. Còn không mà dục bỏ đi nghe, đừng có đêm đang ngủ rồi cái điện thoại tỏ tình tôi đi à. Thôi, tỏ tình với bà đặng là tôi mửa máu hơn chi. Rảnh không? Gì? Trả tiền giùm ly sữa.
Cái gì vậy? Thì sao uống mà không trả đi? Thì ông nói ông đi bảo vệ tôi mà, phải trả chứ. Ra lăng chút được không? Không lẽ giờ tôi mất tiền đô tôi trả đi sửa kỳ không? Nè lột cái hột sòn để lại. Trả đi. Đừng đi theo tôi nữa à. Bực cái mình quá à. Chán ghê luôn vậy. Ê! Ê! Con mẹ già. Trời đất ơi. Đô la thì khoe cả nùi có ly sữa tươi không trả là sao? Đâu có yên với tôi. Tôi không lấy lại được 10 ngàn tôi quánh bà luôn. Con mẹ già. Đưa 10 ngàn lại đây. 10 ngàn gì? 10 ngàn tiền cái chai sữa kìa. Uống xong rồi bỏ đi hả? Chị ông trả em chịu chứ. Tôi không trả, bây giờ bà trả lại tôi 10 ngàn không? Tôi không trả làm gì tôi. Tiền ông... đô ông bà khoe cả nùi. Bây giờ có 10 ngàn là bạc bà bỏ bà chạy là sao? Bây mà giờ ông bà đưa không? Ông có nghe cái câu chưa? Bắt thang lên hỏi ông trời có tiền bao gái có đòi được không? Tôi bao hồi nào? Cái này là bà liều mạng cho tôi bao à hồi nào? Bà ai bao à? Dạ ai biểu ông trả thôi. Bà gái cỡ như bà nhìn muốn mửa luôn ai cho bao gì, bà? Nói gì? Thì ông muốn nói gì? Cái gì? Ông muốn đâu à? Bây giờ bà muốn gì? Bây giờ muốn gì? Cái gì? Ông già. Hả? Chuyện gì? Chú coi có được không? Uống sữa xong rồi ra bắt tôi trả tiền là sao? Dạ biểu ông trả ông phải đáng chịu hơn chú coi. Hai người lớn rồi mà đứng ở giữa đường giữa sáng cãi lộn rùm bé vậy còn gì tư cách? Thì chú em nghĩ có phải không? Có 10 ngàn trả ly sữa à. Mà trời đừng ông gì mà không biết ga lăng với phụ nữ. Nín. Đi theo đội hoài vậy hả? Nín đi. Đừng cãi lộn đó. Người gì đâu mà mất lịch sự. Hai người lớn hết rồi. Phải biết suy nghĩ chứ. Đúng không? Nè tưởng tượng đi, hai người đang cãi lộn vậy nè. Đó mọi người xung quanh ta nhìn vô. Ta nói sao? Nói hai người lớn mà không có lịch sự. Mất văn hóa, mất tư cách. Đứng ngoài đường cãi lộn. Tức cãi chứ. Lớn rồi. Phải biết suy nghĩ. Nói ít hiểu nhiều. Dạ. Hai người đã lớn rồi, già rồi, có con cái cũng đều lớn hết rồi. Lỡ đang cãi lộn rồi, con cái nó nhìn vô đánh giá là sao? Nói dạ. Cha mẹ không biết dạy con cái. Rồi lỡ con cái nó bắt chước nó làm hư. Chứ hơn nữa bây giờ nè, là thời buổi này sao? Có một lối sống hiện đại. Phải có văn hóa. Mọi người nhìn vô ta đánh giá mình sao? Thấy không? Biết rồi. Sống với cái lối sống đó là lối sống thiện cận. Thấy không? Không noi gương cho con cháu sau này. Lỡ con cháu sau này nó nhìn vô rồi nên là cái thế hệ sau này nó sẽ hư hỏng hết sao? Đúng không? Dạ biết. Lớn mới biết suy nghĩ. Nói ít hiểu nhiều. Dạ biết thôi, xin lỗi. Ông anh thông cảm, chú em thông cảm. Biết lỗi mình chưa? Dạ biết, đừng có phạt hai ông bà già này tội nghiệp. Đứng đó làm gì nữa? Vậy chứ giờ làm gì nữa? Bắt tay hòa bình đi. Bắt cái kiểu đó hả? Vậy là không tình thương mến thương, không còn thấm tiếng nữa. Bắt đàng hoàng lại coi, mỗi người tay phải bắt coi. Bắt. Đó, kiểu nó lạ đó. Đứng đó làm gì nữa? Bắt tay thì phải còn ôm hung thấm thiết coi. Trời, thôi cú này chú xin được không? Xin gì? Chú đừng làm cái điều mà tôi không muốn mà tôi không dám làm. Tại sao? Tôi hung bãi, tôi mửa, tôi chết. Trời, chắc mà không mửa à. Chứ còn hơn là nãy giờ đứng ở ngoài cãi lộn. Người ta nhìn vô đánh giá hai con người sao? Đã ôm rồi nè. Đó, dễ thương không? Ôm vậy ôm sao được? Đó. Qua chớp hình chớp luôn đi. Ôm kiểu này giống như hai cha con quá. Hả? Đó, ai mà hung hung cái gáy. Không chết chán gì được á. Ừ, đó, vậy đó, tình thương mến thương, dễ thương không? Đầu không có gọi đầu á. Sao không khác khác gì vậy? Ngày nào mà không gọi bà dĩ ứng nhau á, ôm gần nhau là dễ bị. Không vậy được rồi, chú đừng ép nữa. Đó, vậy là dễ thương rồi. Lớn là phải biết suy nghĩ. Dạ, mọi người kìa, đó đâu. Nhìn vô thấy hình ảnh đẹp không? Này có máy chụp hình là chụp triển thôi lãm được rồi đó. Bây giờ tôi biết rồi thì thôi chú thông cảm đi. Bị mới vừa quê lên á rồi không có biết gì. Thôi chú đừng phạt tụi tội nghiệp. Dạ. Phạt cái gì? Ai phạt ở đây? Dạ chú ơi. Chú chứ ai? Làm gì phạt? Thì đó, chú bên bảo vệ văn hóa mà tôi làm mất văn hóa, chú phạt tụi tôi. Ai? Ai nói tôi bảo vệ văn hóa? Ai nói? Chú hồi nãy hả? Thì chú em làm gì? Xe ôm. Bà nội cha mày. Bây giờ ôm mày luôn rồi đó, mày làm sao ôm đi? Bỏ áo vô quần, tao tưởng đâu là bảo vệ văn hóa. Làm hai ông bà già này ôm nhau muốn chết luôn à. Xe ôm không bỏ áo quần được hả? Mày tới đây mày giảng moral tao tụi tao hả mày? Đâu có, mình là con người lịch sự trong mày tới đây mày đứng mày chửi xối xả trong mặt tụi tao, mày nói tụi tao mới già mất nết không có văn hóa, mày chửi ôm sầm cuối cùng mày đi xe ôm. Có tại thấy hai bác cãi lộn. Mày lượm chiếc dép cho tao, tao quánh cái cha mày bây giờ đó. Tại thấy hai bác cãi lộn tao già tao dám quánh mày hả mày? Không có tình thương mến thương,
làm gì là tới mày nói nhẹ nhàng cũng được, mày làm như mày giảng đạo hả? Tại vì thấy hai bác đứng ngoài đường cãi lộn cho nên sợ người ta bu lại đánh giá phẩm chất hai bác, cho nên con mới tới con can thiệp. Mong hai bác thông cảm. Cảm gì làm ô mà muốn chết luôn nha. Mày đi ra. Dạ đuổi hả? Đi đuổi đi hả? Nấu đi. Đuổi đi phải không? Đi. Đuổi đi là đừng có hối hận nha. Hối hận con khỉ. Mắc gì hối hận? Xe ôm không mà mắc mới tao hối hận. Đừng có liên tiếc nha. Mắc gì liên tiếc? Đừng bao giờ kêu lại nha. Tao kêu lại tới ông nội tao hả? Ừ. Đi mày. Hai bác biết không? Lúc mà hai bác bước xuống cái bánh xe á là con để ý hai bác rồi đó. Để ý hai ông già bà già đi chơi mày. Dạ để chở xe ôm về. Đó, hai bác vừa xuống cái xong qua quán nước này uống nè, xong mà cãi lộn mới qua bên đây á, con chưa tìm được cái cơ hội để con vô con mời hai bác đi xe ôm á. Đó, nhân cái dịp cãi lộn thì con mới vô đó. Nè, hai bác nhìn đi, từ trên đầu đường đến cuối đường có chiếc xe ôm nào không? Có chiếc taxi nào không? Khu vực này khu vực cấm, không cho xe vô. Đâu vậy, tôi đi xe ôm mà, tôi phải đi taxi. Ừ. Mà đi rồi nha, đừng có kêu lại nha, đi bộ đáng chịu quá. Không muốn đi xe ôm, không đi đi. Ủa vậy mày xe ôm độc quyền đây luôn hả? Độc quyền. Thì thôi tao đi. Ừ. Ờ không đi đi. Trời ơi, tôi không bao giờ tôi đi xe này đâu, tôi phải đi taxi. Taxi ở đây không có có. Bà đi đi. Không có chiếc nào đâu, có chiếc này duy nhất. Đi đi. Lên tống ba lấy giấy. Nó xạo, nó gạt cái taxi chạy qua chạy lỡ, hồi chạy qua chạy lỡ giờ. Đi đi, đừng có hối hận. Bà đi đi. Ông đi đi. Vậy bà không đi tôi đi à? Ông đi đi. Tôi nói trước với bà đó là bây giờ. Đi bộ đi. Chạy. Chạy. Đi hả? Ê. Con quỷ già này sao nó gạt tôi hoài vậy trời? À, đây rồi. Cái con quỷ già cái nó dành cái xe ôm cái đi bộ không rã chân. Nó đi mần hết rồi, đâu có đứa nào ở nhà đâu mà cửa mở. Là có ăn trộm. Ăn trộm hả mày? Bà nói nhà của ai? Bà hả? Bà khoe của bà giàu, bây giờ bà lên đây bà ăn trộm. Ông nói bậy. Bà nói bậy. Ông nói bậy. Bà nói trộm. Tôi không có ăn trộm. Bà ăn trộm. Nhà này là của tôi. Nhà bà con khỉ, nhà bà đâu? Giấy tờ đâu? Giấy tờ đâu bà nói cái nhà này của bà? Hả? Vì ông nói nhà này của ai? Nhà này là của tôi. Giấy tờ đâu? Bằng chứng đâu? Sổ hồng, sổ đỏ, sổ tím gì đâu? Nói là cái nhà của ông. Nhà này của con trai tôi. Nhà này của con gái tôi. Bà lộn nhà rồi. Ông lộn nhà rồi. Thôi dẹp đi. Bực mình quá ha. Trời ơi trời. Đi theo tôi to. Tôi nói cho bà nghe. Biết tôi hay sao á? Bây giờ đó chưa biết là cái gì chuyện này nó như thế nào. Nhưng từ bây giờ trở đi, bà không có quyền đụng chạm bất cứ một cái món gì trong nhà này. Được. Trong khi chờ đợi con gái tôi về để làm sáng tỏ chuyện này. Trong cái ngôi nhà này á, bây giờ vì cho nó công bằng đi. Hễ cái gì đực là của ông, cái gì cái là của tôi không được đụng vô. Cái cù loi là của bà không? Bà đừng có chơi cái kiểu đó. Trời ơi, bà làm như tôi ngu lắm mà. Tôi lớn, tôi già cái đầu vậy rồi. Bà đừng có lấy ba cái chuyện cổ tích ra để bà lừa tôi. Còn lâu, quên đi bưởi. Bưởi nè, mém gì bưởi năm rồi. Mặt bà héo queo có bưởi năm rồi chứ năm rồi. năm rồi gì cũng được hết á. Bây giờ còn không thì cái nào, nói chung cái dấu sắc là của tôi, dấu quyền là của ông. Trong nhà này em không được đụng vô. Vậy đi. Rồi vậy cũng được đi. Quyết định vậy phải không? Quyết định vậy đi. Rồi vậy mời ông đứng lên. Mời ông đứng lên. Đứng lên làm gì? Bởi vì cái ghế, rồi ghế sắt ghế là của tôi. Bà chơi tôi hả? Không có chơi, là ông đồng ý rồi mà. Ông làm gì vậy? Bờ ăn ban quyền bàn là của tôi. Ăn đi. Trời ơi. À, trời, bà tưởng là bà ấy được hả? Sao? Đâu cần ngồi ghế đâu. Ông đứng lên. Làm gì?
Đất đất sạch đất đất dấu sắc là của tôi. Cái này là nên nên quyền nên 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 cái nền tôi ngồi dưới cái nền tôi ngồi gì ở nhà bà hả? Thứ gì mà lạ lùng, nói bà bắt tiểu mặt tiểu luôn à. Ông đứng lại. Làm gì? Ông không được đi. Tôi đi cầu kệ tôi mắc quá vậy ta bà. Cầu đúng là giáo quyền là của ông, nhưng ở đây trên thành phố ta không gọi nhà cầu mà ta gọi là toilet. Etiquette là lấy sắc lét dấu sắc là của tôi. Ráng nín đi. Con mẹ này ngược ngạo nha. Không ngang ngược, nói chuyện nhau tôi mệt quá. Bực cái mình nè. Bà đi đâu? Tôi đâu kệ tôi, hỏi chi. Tôi cấm bà không được đi. Tại sao tôi không được đi? Bà đi đây là đi đâu? Lên lầu. Lờ âu lâu quyền lầu. Cái lầu là giống quyền. Mà tôi chưa lên lầu, tôi đứng ngay cầu thang. Bước xuống cờ âu câu quyền cầu thang đó. Đi ra. Dám cà chớm với tôi vậy? Chia hả? Chia phe, chia cánh hả bà? Dừng lại. Tại sao? Bà đang làm cái gì? Mở truyền hình. Truyền hình hai dấu quyền luôn. Bỏ lên trên này. Rồi không đi. Tôi ngu quá trời, sao tôi nó mở tivi mà tôi nó mở truyền hình. Đừng có chảnh với tôi. Thứ bà không là nghĩa địa gì với tôi đâu. Ông không được gái. Mắc mới tôi không gái, tôi gái người tôi, bộ tôi nhào qua người bà tôi gái hả? Tôi nói ông không được gái, không được gái, mà tại sao ông gái? Tôi ngứa tôi gái. Ngơ ngơ sắc ngứa. Giống sắc. Chết cho tôi chưa? Bà đừng có vô duyên nha. Tôi không vô duyên, đúng vậy thôi. Nè tôi nói cho bà nghe, là con người của bà sao kỳ cục vậy hả? Tôi không có kỳ đâu. Tôi có nợ nần gì tới bà mà tôi gặp bà hoài vậy bà? Cái câu đó tôi dành cho ông đó, còn nữa. Cái gì? Yêu cầu cởi cáo ra. Mắc mới áo tôi cởi ra làm gì? Ao ao sắc áo, áo giống sắc là của tôi. À tôi mà cởi cái áo này ra là bà đừng có hối hận nha. Tôi nhắm mắt thì không có thấy đâu, hối hận đâu. Bà nhớ nè bà. Tôi yêu cầu bà cởi cái quần ra. Quờ ưng quân nguyện quần đó. Cởi ra đi. Tôi không mặc cái này, tôi mặc cái váy. Lên Sài Gòn nó không kêu cái váy nữa, nó kêu đầm đầm quyền đầm, là cái đầm bà cũng phải lột hết ra luôn à. Bây giờ bà ngon bà chơi với tôi không? Hả? Tôi cái này bỏ đi, không tính cái này. Không tính cái này, con người bà ngang ngược lộng hành. Hả? Bà tướng bà giàu, bà muốn chửi ra bà chửi hả? Bà biết cái nhà này của ai không? Cái nhà này là của con tôi. Cái nhà này là của con tôi đó. Của con tôi, bây giờ tôi mời ông ra khỏi nhà. Con khỉ, bây giờ tôi mới mời bà nè. Tại sao tôi phải ra? Nhờ A Nha quyền nhà, cái dấu quyền mời bà ra khỏi nhà. Đi. Đi. Sao giờ ngồi cong như con tôm luộc vậy? Thứ gì mà ngang ngược lộng hành. Bà tưởng bà muốn chửi ai được bà chửi hả? Hậu dẹp. Khỏi cần cơm bưng nước rót, đây cũng còn tay còn chân. Gì? Chị coi kiên. Ý kiến gì? Giao quyền là của ông, nhà là của ông. Ông ấy cho tôi ngồi tôi đợi gái tôi về tính á. Ông dẹp đi, bây giờ mới biết mình lộn nhà hả? Tôi không có lộn. Bà lộn. Ông lộn. Bà lộn. Trời ơi, ông lộn. Bà lộn. Ủa má, con chào bác. Trời ơi, con về như cứu tinh má. Má lên hồi nào vậy má? Má lên. Đó, ủa? Thấy chưa? Bạn trai má hả? Má sao vậy? Má xỉu quá con. Đây bà bạn trai của má, chắc má chết quá. Nghiệp chướng của má đó. Nghiệp chướng con khỉ, bà đeo đuổi theo tôi thì có. Trời ơi, ông mới là đeo đuổi theo tôi. Mày đặt bây giờ còn kêu đồng minh tới đây hả? Tôi chấp hai mẹ con bà luôn, kêu cả dòng họ nhà bà mướt ra đây chửi lộn với tôi nè. Tôi chấp luôn á. Trời, cỡ bà ăn tôi có gì? Lộn, tôi nói lộn. Con biết rồi, không phải đâu má ơi. Phải cự lộn như vậy đó mới thành vợ chồng được. Trời ơi, trời, má nói là không nghĩ phải. Tôi nói đây á, lần cuối cùng cho ông nghe, con gái của tôi, thấy không? Chứ không có kêu gì hết trơn, kêu giọng họ vậy. Con gái tôi, nhà con gái tôi thì nó phải về đây thôi. Thôi nha, bà đừng có nói nhà con gái bà hoài nha. Tôi nói nhà này là nhà của con trai tôi. Con trai ông đâu? Lì lợm vậy? Con trai ông đâu? Có thấy đâu, thấy con gái tôi vô nhà, đâu có thấy con trai ông đâu. Bà chờ chút đi. Ba, con chào bác. Ủa ba lên nào vậy ba? Tao mới lên. Ba, má hai con hả? Cỡ mặt kêu con mẹ này, tao búng tay một cái nó chở tới ba xuồng. Trời ơi, cỡ mặt của ông hả? Tao búng tay một phát thôi, nó tới ba tấn. Sao? Trời ơi. Này mày hoàng gia của tao đó.
đeo đuổi ta từ trên xe tới giờ. Ê, mới lợi nha, ai đeo đuổi ai nha. Bà đó. Ông có phải bà nằm ngửa là bà dựa tụi bà há họng bà ngủ không? Trời ơi. Thứ của bà. Cái kiểu ngủ của tôi là nó há họng chứ không phải kiểu ngủ của há họng lên mà tôi. Thôi bây giờ xong rồi nè. Bây giờ có bốn mặt một lời nè. Bây giờ mời cô với mẹ cô ra khỏi nhà tôi đi. Mời hai cha con ra khỏi nhà thì có. Con nói cho rõ cho má, má biết cho ông biết coi. Dạ má. Đây là anh Vũ, là bạn trai của con, là chồng sắp cưới của con đó má. Ba, đây là Trang, bạn gái con mà người sắp về làm dâu cho ba đó ba. Con này là con dâu tương lai tao đây hả? Dạ. Nếu con này là con dâu tương lai của tao thì cái con cái bằng con á, con hổng sửa ra. Nói một tiếng ai em mà sorry đi. Không lẽ tôi lại làm xui với con mẹ này? Trời ơi, bây giờ con khẳng định lại cho má biết, đây là thằng rể tương lai của má hả? Dạ. Còn cái thằng này mà tôi chỉ vậy thôi, không biết chỉ ai thôi, được chưa? Đúng là quan gia ngõ hẹp. Ngõ hẹp quan gia là ông á. Bây giờ tôi chửi bà xong xui, cuối cùng tôi lại làm xui với bà. Cuộc đời tôi cũng tận mạng tới nơi rồi. Nhưng mà không sao đâu chị xui, vẫn còn nhớ cái câu phân chia của chị từ đầu chứ. Quá nhớ, dấu sắc là của tôi, dấu quyền là của ông. Được, vậy thì yên tâm, dẫn cái lỗ tai lên. Bữa nay con tôi nó mời tôi lên đây để gặp xui gia tương lai để bàn chuyện đám cưới. Bây giờ cái dấu sắc của bà thì cờ ơi cười sắc cưới, cái đám cưới bà lo. Lo từ A đến Z hả? Ủa ba, vậy làm sao con không hiểu gì hết trơn vậy ba? Đâu có cần mày hiểu, tụi bay không cần phải hiểu, chỉ một người hiểu là được rồi. Ủa làm sao má? Từ từ con sẽ hiểu. Được, hồi nãy tôi đã thốt ra là tôi phải giữ lời tôi, quân tử nhất ngôn mà. Đúng. Dấu sắc là của tôi, dấu quyền là của ông. Đúng. Dấu sắc là của tôi, cưới là tôi lo. À đúng. Dấu quyền là của ông. Vậy thì mời ông dẫn hai cái lỗ tai thiệt lớn lên nghe dấu quyền. Sẵn sàng đang nghe đây. Yên yên tợn tiên quyền tiền, tiền là của ông. Giờ anh gian quyền vàng, vàng là của ông. Nhà hàng là của ông. Còn một cú cuối cùng là của ông nữa đây. O-A-N-O-A-N-S-O-A-N-S-O-A-N-Quyền-S-O-A-N, hộp S-O-A-N là của ông. Trời, phải xỉu thôi, không xỉu mới là lạ. Coi ba con tình hình sao rồi. Ba, hả, sao cứng đờ vậy? Trời ơi, hả, đừng nói chết thiệt nha. Không, ba con hay bị vậy lắm, nghe đến một sàn là sốc vậy hả? Chết rồi, trời ơi, đây đang chui chui, cho bác con, ông đừng có chết nha. Hả? Chết, dấu sắc là của tôi. Cái gì chết, trời ơi, đừng có chết, ông xui hay nói chơi chứ đừng có chết. Dễ giàu gì chết. Tôi lên trên này, tôi cũng đã tính rồi. Bị bực bội bà chị quá thôi. Trước sau gì mình cũng làm xui gia một nhà. Quan gia nghiệp chướng bỏ hết qua một bên đi. Nghĩ lại cái chuyện để lo lắng cho con cái. Mà nói thiệt nha, bà cũng lì thiệt. Gì đi? Bà thấy không? Tôi đi theo bà đâu phải tôi ham hố gì nơi bà. Tôi thấy bà lên đây bà ăn diện quá, có bao nhiêu bà đập hết ở trên người bà. Thấy không? Tôi sợ người ta đi theo giật dọc. Bác sợ đi theo giật dọc. Dạ. Bác đi theo bác giữ bà, bà cứ nói bác về bà khỏe khỏe. Thôi cẩn thận chứ. Sao tin ai được? Cẩn thận cái gì? Thôi dọc đường có gì mời ba đi con. Được rồi, thôi để đây đi con. Còn cái vụ bà giật xe ôm của tôi còn chưa nói bà nữa đó. Nhục quá. Nguyên cả cái chỗ đó có một chiếc xe ôm, một bà lừa ta, bà nhảy lên xe ôm bà đi mất tiêu. Thôi được rồi, bây giờ mọi chuyện coi như là tôi với chị bỏ qua. Bây giờ lo lắng gầy dựng cho con cái. Đúng rồi, gì ngày hôm nay là tất cả bỏ hết vì tương lai của hai đứa nhỏ. Tôi thấy tụi nó cũng đẹp đôi. Thôi thì tôi với chị bắt tay cái nữa. Rồi. Đó, bắt kiểu này đó. Yeah. Đau quá, cái hộp bà đau quá. Thôi giờ vậy, bừng cái ngày mà gọi là quan gia mà thành xứ gia đó. Mời anh xui ra nhà hàng ăn một bữa cơm thân mật nha. Thôi vậy thôi thì cũng cảm ơn chị xui. Thôi đi. Nhà tiền với nhà hàng à, anh lo à. Cái gì kỳ vậy? Nó bị cái quyền là của anh mà. Thôi thì cũng được. Thôi nói trời, thôi được rồi. Trời, tôi đàn ông để tôi lo. Ông Vũ, bà Trang. Giấu quyền. Ủa
Trời ơi, chừng nào đám cưới vậy bà? Nói để tôi xếp lịch chứ trời. Chừng nào? Em biết rồi. Nè, em giới thiệu với anh, đây là má của em. Đây là ba của anh. Dạ chào hai bác. Sao mẹ, chừng nào đám cưới nói để tôi biết tôi xếp lịch. Trời lịch của tôi dậy kín mít luôn rồi đó. Ai vậy con? Dạ, bạn của tụi con mới mở studio đám cưới kế bên nhà nè má. Trời ơi, bà Trang, mặt của bà đẹp hú hồn luôn đó. Nhưng mà nếu bà mà lên xe hoa mà 7 lần á hả, tôi dành cho bà 7 cái mặt khác nha. Ê, 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 mình nói chuyện có duyên vậy mày? Dạ, hả? Sao con dâu tao, thằng này nó cứ lầm thôi chứ làm gì nó lên xe bông 7 lần. Đây. Nó hợp với bà đó, tôi cho bà cái dấu sắc cuối đời để ở chung với bà. Trời ơi, sao hợp với tôi rồi ở chung với tôi? Dấu sắc đó, dấu sắc của bà. Sao dấu sắc của tôi? Bà bông sắc bông. Yeah. Ủa sao nghe bóng xỉu vậy bà? Cũng mới là lạ. Phóng cái ba ton này cho lồi mắt cái thằng đánh nhạc này coi. Trời ơi, nghĩ sao vậy? Tao già cũng đâu đến nổi mà già dữ vậy mà đánh cái bài thì nghe thấy ớn à. Ê, thiệt là khổ ghê. Ngày tư gà Tết sắp tới rồi ha. Hẹn cái bà xui gia không qua để nói chuyện đám cưới mấy đứa nhỏ, bây giờ này cũng chưa thấy qua. Bây giờ chưa làm xui á mà đã chảnh gì vậy rồi. Bị mốt làm xui rồi không biết tới đâu nữa. Em nè, thôi trời ơi, làm hết hồn. Ta đàn bà phụ nữ gái mà la cái giật mình. Tới nhà ông xui chưa vậy? Tới rồi. Anh xui đây hả? Quen thui không có thấy. Dạ em chào anh xui. Chào chị. Dạ. Thì làm gì mà chị ăn mặc thấy gớm vậy? Dạ em chuẩn bị đi thi hoa hậu. Dạ. Cái gì? Thi hoa hậu à? Dạ chuẩn bị đi thi cho nên không có dám nói giọng bình thường. Ta sợ nó nghe cái giọng của em ta không cho đậu. Em nói giọng gió không à. Thế bà nội uống nước giá đi bà luôn. Tập nè. Lắc tay mỏi con chết à. Chị ơi. Dạ. Cho chị gan mới vậy. Sao anh? Chị biết thi hoa hậu đâu phải dễ. Sao không dễ? Nó có hai cái điều mà rất là khó ha. Mà chị liệu chị có vượt qua nổi không mà chị bài đặt chị đi thi? Thi gì mà khó trời. Không thi gì cũng đậu trơn. Thi hoa hậu làm gì không đậu. Không đậu tôi mua giải cho đậu chứ có đông đậu trời. Mắc cười ghê vậy à. Thì mà hậu dễ ẹt đi đó. Giọng rồi đó phải không? Giọng thiệt rồi đó ha. Nè. Vậy cái điều khó nhất á, đầu tiên á là thi bikini hai mảnh. Làm sao mà chị thi được? Trời ơi, có gì đâu. Nếu em ra ban giám được. Khảo đó, mà ban giám khảo thấy em mặc hai mảnh chưa đủ sốc đó, em chơi một mảnh là đứt nóc luôn. Ghê không? Còn cái điều thứ hai mới khó nè nữa. Đó là cái phần ứng xử. Thì anh ứng đi, tôi xử cho anh coi. Được. Trời xui da mà anh làm riêng tưởng làm ban giám khảo tôi gì vậy? Coi như chị là thí sinh đi. Ừ. Ban giám khảo hỏi đây. Dạ. Bây giờ nếu chị có chồng và con thì giữa chồng và con ai quan trọng hơn? Dạ em xin phép được trả lời. Trời đất ơi. Câu hỏi ứng xử. Dạ nếu trong trường hợp là ban giám khảo hỏi cái gì? Cái gì vậy chị ơi? Thí sinh gì mà không nghe tập trung mà giám khảo hỏi gì tư vậy? Dạ em xin lỗi bị lo em hơi phà không à? Dạ mất điệu quá em quên. Nghe lại. Giữa chồng và con thì chị thấy ai là người quan trọng hơn? Dạ. Gì nữa? Em xin trả lời là còn tùy. Tùy cái gì? Dạ tùy là em có con trước hay là có chồng trước. Mất nết. Vậy mà dám trả lời được. Vậy mà cũng lên cơn xỉn nè. Thôi dẹp đi. Bà làm cái gì vậy? Không, cảm ơn ban giám khảo. Thôi hỏi. Bây giờ tôi kêu chị qua là bàn cái chuyện đám cưới mấy đứa nhỏ nè. Vậy chứ đi. Không mà thì giờ dở cái chị. Bạn chuyện đám cưới đi, cái vụ hoa hậu để tôi về tôi tự thi, tôi tự mua giả tôi đậu được rồi. Đó bạn cái ban giám khảo nó mệt ghê vậy, đám cưới để đãi làm đi anh.
Đây. Bây giờ em nói nghe biết sao không? Cái gì? Tại vì cái tánh tôi không phải là tôi khó. Trời đất ơi, tôi bây giờ tôi khó với ai đâu, cả đời tôi dễ chịu lắm. Bị gì đó, anh nghĩ coi đó. Ngó lên cao cao đó, thấy không? Hàng xóm nó nhìn lên đó. Anh à, thấy chưa? Thấy gì? Tôi với anh chuẩn bị làm xuôi mà nhìn vô y như hai cha con vậy đó. Chị nói gì? Trẻ quá. Đẹp quá. Ý chị nói gì? Tại tôi đứng kế anh, tôi tưởng anh trời, ba tôi không đó, anh thấy không? Sắc đẹp trời cho. Ý chị nói là tôi già đó, thấy không? Dạ em có nói vậy. Hả? Cả rạp ta nói cho em. Chị nói gì? Chị nói ý gì? Sắc đẹp chị gì? Sắc đẹp trời cho. Trời cho hay thẩm mỹ viện cho? Sắc nha. Tôi nói gì nha. Anh già thì anh chịu, anh già thì anh nhìn lên, anh thấy chưa? Anh nhìn như anh ba tôi vậy đó. Xin lỗi chị à. Gì vậy? Chị đừng có khi dễ tôi già nghe chưa. Tôi già thời, già tóc, già tai, già răng, già lợi, chứ đồ chơi không già. Trời ơi. Ghen dễ sợ luôn vậy trời, ghen dễ sợ luôn vậy đó. Bây dạ giờ? Em biết em còn trẻ lắm, dạ mệt ngồi. Dạ tôi nói cho anh nghe, tôi là tôi tân thời lắm đó, thà anh đọc thơ đọc văn vậy tôi thích đó. Tôi biết chị á là thích cái mới. Dạ. Mà chị thứ tư. Dạ. Cho nên người ta mới kêu chị là chị tư tấn. Dạ đúng rồi. Còn tôi giữ cái gia phong nề nếp của ông. Dạ. Bà để lại mà tôi thứ hai nên người ta mới gọi tôi là hai cũ. Em cứ miệng lại coi đi, cái miếng nhỏ vô bờ tắt hết trơn rồi kìa. Hai cũ. Trời đó em biết mà. Thôi con bàn đám cưới đi anh. Rồi đám cưới tụi nhỏ. Dạ. Tôi muốn tụi nó mặc áo dài khăn đóng. Trời đất ơi, thời buổi giờ nghĩ sao. Trời ơi, hiện đại quá mà tại sao sao ghê không mặc. Thấy không, con gái giờ người ta đám cưới, người ta mướn nguyên chiếc xe mui trần. Thấy không, cô dâu chú rể, cô dâu bận cái sơ ghê dài 16m80. À, cuối cùng có một thủ môn đứng cầm sẵn. Leo lên chiếc xe mui trần, cầm cái bó bông chạy. Trời ơi, hãnh diện rồi, hãnh diện lối sớm quá. Tại sao mình không đi, tại sao mày không đi. Thời buổi bây giờ mà ông đòi cưỡi ngựa. Nghĩ sao cô dâu chú rể leo cặp ngựa mặt buồn nha con ngựa. Ra mẹ đường quốc lộ đó, xa lộ đường lớn rồi cưỡi lọc 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 nè, cái xe ben nó chở cát, nó chở chạy ngang một cái veo, quay lại không thấy cô dâu chú rể với cặp ngựa đâu á, còn có bó bông không à. Sao còn bó bông? Để đám giỗ đó ba. Biết sao thời buổi này đi ngựa. Có tuổi mà không chịu suy nghĩ. Đây nè, tính một cái gọn bưng mà không chịu nghe nè. Bây giờ từ nhà tôi qua nhà anh ta đi xe mui trần, còn từ nhà anh ra nhà hàng anh muốn ngựa gì anh ngựa. Được chưa? Được rồi. Vậy đi. Đó, ra nhà hàng đãi đó, rồi mặc ai nấy đãi, mặc ai nấy làm. Nè nè. Vậy? Nói ví dụ nhà hàng tôi mới nói chị luôn nè. Sao? Tôi muốn đãi nhà hàng món ăn phương Đông, nghe chưa? Nín đi. Có tuổi mà không chịu suy nghĩ làng cha này, tại sao tôi nói anh hoài vậy? Thời buổi bây giờ mà đãi nhà hàng thuần tí phương Đông, ra xong mấy sạc viên nào lùng lùng vô cầm đồ đi bẹt 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 cho nghĩ sao? Tôi đẹp quá mà, tôi bới đầu 1m60 mà, thấy không? Đó rồi mấy thằng quỷ nó chòm nó đầu để đồ ăn, chòm nó đầu tôi để đồ ăn vậy đó. Muốn xẹp tóc tôi giận dễ sợ, tôi quay lại tôi định chửi đó. Tôi vừa mới quay lại, trời cái mũi tôi để ngay cái cánh đó tôi hít một cái. Thôi thôi. Giờ tôi ghi mũi một tháng. Thôi thôi. Thì rảnh quá. Không có đãi nhà hàng đó. Cái gì? Đãi nhà hàng là phải đãi nhà hàng Tây. Dẹp. Sao dẹp? Tôi không thích cái ba cái nhà hàng nhà phương Tây của chị đâu. Đứng xếp hàng như là chơi rồng rắn lên mây. Đi tới nơi rồi đó, lấy đồ ăn á, ăn không nổi, xỉu. Dạ có tuổi rồi. Xếp hàng lên lấy đồ ăn là chuyện bình thường, lên tới nơi rồi thì chen không lại tụi nhỏ rồi xỉu. Tôi không thích ba cái nhà hàng gì mà buffet của chị đó. Trời ơi, nói tiếng Anh mà xúc phạm lỗ tai người khác dễ sợ. Anh nghĩ sao thời buổi này mà anh không chịu học English? Sao? Anh đọc tiếng Anh nó phải chịu khó nha. Vận dụng đó là hít hơi bụng để lên hơi cổ. Chịu khó nín hơi phà ra mớ nước biến trong đó English nha. Nhìn tôi học hỏi nè, muốn nói tiếng Anh đọc Profe. À, đúng mà ra mới biết là để đúng rợp thế. Thôi dẹp đi bà. Gì? Của tôi á bụp phê, còn bà mới giờ vô cái phê. Bởi tôi nói thiệt với cha nội này thì tôi chán cha này dễ sợ luôn. Thôi bây giờ tôi nói anh nghe, anh nên nhớ lại đi. Tôi đãi tiệc với anh bao nhiêu lần rồi, tôi chuẩn bị làm xui với anh đang biết bao nhiêu cái tiệc rồi. Anh nhớ tiệc đám giỗ của anh hôm bữa đi. Xin lỗi anh, em lộn rồi. Cái gì? Mà bà nói cái gì? Bà nói cái gì? Cái tiệc là gì, 6 tháng đó. Cái phải, 6 chục. Cái tiệc 6 chục lục tuần, trời ơi. Cái mặt anh cũ quá, tôi tưởng đám giỗ. Trời ơi, để khung mình y hệt luôn nha. Thôi đất ơi, lộn quay qua tưởng đám giỗ. Mặc bộ đồ, trời ơi. Bữa đó lục tuần anh nhớ không? Sao? Trời ơi, cái tiệc đãi không có được anh ơi. Em thấy vậy nè, không thấy bên nhà gái anh đãi trước đi, nhà trai tụi em đãi sao? Thôi được rồi. Dạ.
cái đó là tùy chị. Dạ. Ha. Nhà hàng ai nấy đãi phải không anh? Đúng rồi, nhà ai nấy đãi đi. Dạ. Nhưng mà dạ sao? Bữa đó đó nhà gái phải qua sớm. Dạ. À, nhà bên trai á, đàn trai bên chị đó phải qua sớm để MC của bên tôi biết đường giới thiệu. Trời ơi, nói tới MC mới phát hiện ra cặp MC thì dễ thương dễ sợ duyên dáng. Trời, nhất Việt Nam giờ vui. Ai? Chí Tài Việt Hương. Dẹp đi. Cái cặp nó vui hả? Sao vậy? Sao tôi vậy? Không thích cái cặp đó đâu. Thôi tôi thấy vậy nè, giờ cặp MC để ban nhạc người ta mời đi cho nó lành. Nói vụ ban nhạc tôi nói luôn nha. Sao nữa? Ban nhạc á là phải mướn cổ nhạc cho tôi. Tôi không thích chơi giặt tay đâu. Trời thiệt, tôi nói chuyện với anh cha nội này thiệt các chị tức dễ sợ thiệt. Em nói thiệt, nói chuyện với anh em không cần chẻ môi mà nước miếng còn chảy nè. Cái gì? Trời, em nghĩ sao trời? Nghĩ sao đám cưới người ta mướn ăn cổ nhạc tao rồi ai hát? Ai hát? Tôi là tôi không biết hát nhạc cổ rồi đó nha. Tôi là tân thời đó. Chị không hát. Ai kêu chị hát? Ai hát? Tôi hát. Hát nữa vậy? Anh hát được hả anh? Sao không được? Thử coi. Đúng hoàng bên. Dạ. Cái gì vậy? Cái gì vậy anh? Trúng tuyển. Trời đất ơi, tự đâm luôn hả? Hát đi. Trời ơi. Cái gì vậy anh? Cầm tiền giùm đi. Dạ. Diễn dữ quá. Cái chồng, chồng. Nghe ta hát đi. Trời ơi, bởi xác ở nơi chiến trường khó tiền, nên gió đông sờ đành chia tay vĩnh viễn. Bạch, 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 bạch. Anh sao đang hát giữa chừng rồi bạch, 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 chết luôn vậy anh? Rút tiền ra, mau trào ra nhiều quá chết. Trời ơi, nghĩ sao đám cưới của tôi trời ơi. Con cả tôi mời cả ngàn cách tự nhiên kêu xui da lên hát bạch 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 rồi nằm nữa rồi sẽ kêu kêu sắp cứu chở ông em nội đại. Trời ơi, là bơ là phước anh hát bài nào cho tôi nó có cặp có đôi coi cho nó vô ngày Tết coi. Có cặp có đôi phải không? Ừ. Không nói sớm. Muốn có cặp tôi cho cặp liền. Rồi hát không? Rồi mồ hô chàng đã đưa đặt gần nàng. Rồi mưa đã. Cái gì vậy trời? Cái gì? Trời, tao phóng mày một cái qua thằng quỷ đờn. Mày rảnh lắm mà mày hợp tác với ông. Mày nghĩ sao đám cưới con tao mà mày nghĩ sao mà đánh cái bài một chàng đặt cạnh bộ đàn cho nổi. Rồi có một cặp, có một cặp. Đi đi. Bà cứ nói vô à. Bà có nói ra không à ha? Nè, bà làm được cái gì mà bà cản tôi hoài vậy? Thì xin lỗi ông à. Xin lỗi ông mà tôi không hát thì thôi, hát hú hồn. Hát mình phải kiếm một cái bài nào mà nó liên quan đến đám cưới, thấy không? Nó phải có đẳng cấp quốc tế mình mới hát. Chứ không phải như anh, lỗi anh à. Thôi thôi thôi, nói nhiều quá, không có thấy gì hết trơn á. Nín đi, nghe tôi nói nè. Lát nữa cô dâu chú rể bước từ đó bước lên, thấy không? Giới thiệu Tân Lan, Tân Phu Nhân. Má của cô gia chú rể bước từ trong cánh gà bước ra bừng cái sơ rê dài màu hồng chặt cô dâu. Đây đứng lên hát cho quan khách nghe một bài hát mà nó phải có liên quan đám cưới. Rồi. Ô Maria đúng không? Không. Sáng hôm nay trên quê hương tôi, quê hương xinh xinh, quê hương hữu tình. Vô. Hả? Anh giả nghe cái gì vợ bẻ. Xin lỗi nghe hát mà chưa khởi động mỏ. Vợ bẻ. Mà làm gì mà chu mỏ là dữ vậy? Làm như con cá tra mà đớp bóng. Cái bài đó là bài kinh điển của đám cưới đó. Kinh điển là kinh gì? Kể nó đi. Hát ba cái nhạc đó mà nói vui vẻ. Hát đám cưới là phải hát bài nào sung lên. Bài nào sung sung coi. Một bụng nè. Rồi. Muốn sung là có sung mà muốn sơm là có sơm. Vô. Rồi, vô. Na 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 na. Bài này hay. Na 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 na. Vô. Rồi biết rồi, vô. Biết rồi, vô bài hát đi. Cái này vô miệng bà bây giờ. Na 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 cái gì hát na na hoài vậy? Em có tuổi rồi em thuộc cái khúc nà không à. Khúc sao con em nó hát giùm. Lao. Thôi dẹp đi.
giờ tôi thấy bà với tôi hát không có bài nào mà hay như lại đây. Dạ. Giờ mấy tôi tính gì? Tính sao anh? Bữa đó đó. Mình mời khán giả. Mời qua quan khách. Quan khách hai bên ha. Em là ngàn khách rồi đó. Đó. Tôi với bà lên sân khấu. À lúc đó là mình lên cho nó trịnh trọng đó. Đúng. Cảm ơn. Cảm ơn ha. Họ hàng hai bên. Sau đó là mình sẽ làm mỗi người là bài thơ tặng cho con mình ha. Lỗi bị gì khách em đông quá đó. Dạ khách dưới đây là của em không ngàn người lận. Dạ bên nhà em giàu mà anh chủ tiệm vàng mà. Dạ dạ anh ba. Dạ chúc em ra anh chào anh nha. Dạ, dạ. Trời ơi chị Bảy, trời bỏ cẳng gà xuống, ta đang chụp hình rồi. Trời ơi bỏ cẳng gà xuống, trời ơi cầm bỏ cẳng gà xuống, có đãi gà nữa. Trời anh Tư, dạ anh chào anh Tư. Dạ 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 lát em xuống chào bà nha, bỏ ba lì xì nữa còn. Dạ, nghe không? Dạ. Để em chút xuống chụp hình được không anh? Gì vậy? Bà làm mà vậy bà không biết mệt hả? Dạ. Hả? Cả ngày vậy hả? Tiếp khách. Khách cái gì? Làm quá. Dạ. Khách đông. Đây nè. Dạ thông cảm, khách đông quá. Vậy đi. Cái gì vậy trời? Khách tôi mấy ngàn người mà tôi giàu quá, tôi chủ tiệm vàng mà. Làm xui với con cha già khó chịu, mệt ghê vậy. Bây giờ muốn làm gì làm đi. Lẹ đi, khách bao nhiêu người muốn chụp hình với tôi đó. Trời con dâu còn không ai chụp, chụp tôi không đó không? Rồi chụp em về dễ ngủ lắm anh. Gia đình nào cũng thích chụp em chứ á. Chụp về nhiều khi tối đó. Ừ. Cái ta lấy ra ta coi, rồi ta ói cái mà bệt ta ngủ. Trời ơi. Chụp hình với em có lợi dễ sợ ừ, luôn. Bây giờ anh biết điều đó. Dạ, câu này gì nghe được. Thôi về em đi bà. Dạ cảm ơn. Dạ. Rồi cho anh quay phim, anh quay tiếp đi anh. Trời ơi anh bỏ quay luôn rồi. Dễ sợ. Cho anh đó là quay trong đám cưới em luôn nha. Cảm ơn anh. Dạ. Trời ơi trời già dạ. Tính tình quá. Trời ơi nó chụp hình nhiều quá à. Ủa cái cây của anh trời, không có cây của anh đi được. Trời sao có lỗi hoài vậy. Anh Xuôi cầm đây nè. Trời cái mặt anh Xuôi em dễ thương chứ sao. Nói nghe nè, bữa đó tôi giới thiệu hai đứa mình lên, hai đứa mình phải vui. Dù rằng là ta ái mộ em hơn anh, nhưng mà anh đừng có làm vậy nha. Cười lên, cười lên. Xệ cái mặt xuống nhìn kỳ lắm. Xệ cái mặt xuống là tao bán có 1.2 triệu thôi. Bị gì chó mặt xệ bán rẻ lắm anh à. Mà nói xong chưa? Dạ em xong rồi. Ê bây giờ em với anh Lê làm cái gì vậy ta? Trời đất ơi. Mà làm mất bao nhiêu thời gian không vậy? Dạ. Bây giờ tôi với bà lên mỗi người làm một bài thơ. Dạ. Dạy dỗ con cái mình trước dạ. khi về nhà chồng. Dạ dạ dạ. Làm thơ ha anh. Rớt dạ. đồ nghề tùm lum. Dạ. À, đứng đây chừng nửa tiếng nó xúc nhiều cái khác nữa anh à. Thấy vậy chứ không có cái gì thiệt. Dạ, nó xúc từ từ, từ từ nó mới xúc à. Gán chịu đựng em nửa tiếng đi là hốt rồi một rổ. Trời dạ em làm thơ hả anh? Dạ. Ông xã em cũng vậy, ông nóng tính lắm. Quá dạ. Trời không có giỡn cái chị nha. Sao em lộn hoài vậy? Em thấy trai em lộn hoài. Em xin lỗi, em xin lỗi. Đứng xa xa đi. Trời đứng xa xa đi đó, vậy đó. Rồi, Suya lên. Dạ, rồi, mời anh. Đây, bài thơ tôi dạy cho con gái tôi trước khi về nhà chồng. Bây giờ chị làm con tôi đi, ha. Dạ. Hả? Cái này em thích nha. Con à? Làm má anh em làm không được, chứ làm con em làm được. Nhà em thích dê trẻ. Anh kêu một tiếng đi. Con gái. Ba. Con đi lấy chồng rồi, ba bớt uống bia lại bụng bự quá ba. Ôi ơi, uống bia nhiều. Đái đường đó bà. Trời, con đi lấy chồng ai lo cho ba hết bà. Mày khóc mày cũng vừa vừa. Đừng có nấc quá tao nhột. Hiểu chưa? Dạ. Vừa vô cái chỗ thì cứ nấc nấc hoài. Mình tính nghe coi. Dạ. Con à. Con ơi. Nghe ba nè. Cái gì vậy? Khóc. Khóc nít nó nào không giật môi. Khóc nít nó nào không giật môi. Sao anh khó vừa mãi con nít nó nào khóc mà nó không giật môi. Trời ơi giật chứ. Anh mà... nó khó chịu à. Cái gì làm cái gì con vừa lòng hết á. Chân suối mà. Tao phải làm con ở đâu. Cái gì con không chịu vừa lòng hết á. Tôi khổ gì con trai tôi nói thiệt với anh đó. Anh khó quá. Ai khóc mà không giật môi mà tôi khóc giật môi không cho. Bây giờ cái chuyện của anh làm ba rồi bên đây tôi khóc. Lấy chồng tôi có quyền khóc chứ, tôi khóc. Được, hợp lý. Dạ.
Nghe bà nói. Dạ. Nuốt vô đi con, để nó nhiễu ra kỳ. Mai này con lấy chồng giàu. Dạ nhà anh. Tiền chồng của nhà nó bay vô nhà mình. Không phải vàng lượng đô la. Cố mà gom hết đưa ba cất giùm. Trời ơi, biết tôi chủ tiệm vàng ông suối con ông qua hốt vàng nhà tôi hả? Tôi nói thiệt anh có con gái mạnh dạy vậy là không được. Tôi không có chấp nhận anh nha. Anh nhà gái mạnh dạy con anh đi qua hốt vàng mà tôi là không được. Dù gì tôi cũng nhà trai mà tôi nói cho anh biết. Tôi có con trai mà tôi dạy con tôi đàng hoàng chứ không phải mất nết nha anh. Lại đây má dạy cho ra. Tôi không, làm con à? Chứ về nữa nãy đóng con anh rồi giờ phải đóng con tôi chứ. Xin lỗi. Vô đây. Nè, xin lỗi nghe, không có cửa nhào vô nách mình đâu. Đứng đi má chỉ cho nè. Con về con lấy vợ, con phải nhớ nha. Vợ là vợ của mình, vợ là cơm cháy của ta, nhưng là đặc sản của mấy thằng cha láng giềng. Hèn gì, tôi qua nhà chị không bao giờ thấy chị ở nhà. Ủa, nói tiếng ghê quá. Bậy quá, đừng có nói vậy nghe chưa. Em nói anh nè, em anh Suya bây giờ kể xấu em trơn trội, nhớ nha. Ừ. Kỳ quá. Ở đây có láng giềng không ta? Ông Suya em có nết ghê vậy đó. Tự nhiên giữa trưa nắng ra đường đứng hảy chơi. Cái gì? Tôi đâu rảnh mà hảy. Đó, tự nhiên đứng kìa. Đứng đứng rồi hoàng hoàng, có tuổi đứng kìa. Điện thoại rung má ơi. Trời ơi, điện thoại rung để cái chế độ rung xúc phạm người kế bên à. Tưởng ông mê tôi hay vậy để rung quá. Alo, ai bên đầu dây thép? Trời ơi, ông làm như thời này ông làm như Lan và Điệp với ai bên đầu dây thép. Ừ, con gái cưng hả? Ừ, ba nè. Hả? Có con rể của ba tương lai đó à? Anh cho nói con rể tương lai có phải là con trai của em không anh? Đúng rồi, đúng rồi. Dạ, con trai của em xin phép cho nói chuyện với con trai em chút đi anh. À, rồi, được, được, nè, nói gì? Cái này gọi là điện thoại hả anh? Điện thoại. Còn có hai cái đây với cái viện bảo tàng đó. Ủa hộp này điện thoại nè. Đi điện thoại. Gạt chỗ nào anh? Ra đường sợ lắm á. À cái này dặn chứ không phải quẹt hả? Loại mới dặn chứ không có quẹt. Con ở trong này hả anh? À. Con hả? Con tay của mẹ hả? Úp á, con tay của mẹ đó hả? Úp chàng của mẹ tục tấn tờ mẹ ú tại tuần mã đi ú tại tuần mã ú ú tao tao nè. Thôi đi, anh làm cái gì vậy cưng? Con trai bà nó sắp ly vợ rồi, nó phải là 2-3 tuổi đâu mà ôi tần 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 giờ cái mỏ thì ghét. Ông này cũng ngộ ghê, con là con của tôi, bây giờ nó có 100 tuổi, nó cũng là con của tôi, phải ba tôi đâu, tôi muốn nựng gì tôi nựng. Tánh anh già sao khó quá. Nói chuyện lẹ đi, điện thoại tôi đó. Thì tiền đợi anh tôi mới nựng, cái tiền cho tôi nhắn tin rồi. Ô, ta tập, ô, ta tập tân, ta mẹ, ô, ta uống sữa tôi. Thôi đi, uống sữa. Dẹp đi, nhìn bà tôi muốn cài sữa luôn rồi đó. Tôi nhìn lớn còn uống sữa. Ủa, ta tập tân, ta... Thôi. Không, nó cũng nhức đầu rồi anh. Nhức đầu hả con? Ừ, để má nói thì bình thường. Sao con đang ở đâu? Ờ, trời trai tôi với con gái anh đang chụp hình cưới nhà thờ Đức Bà. Trời, má phải chụp ở ngoài đó. Sao mà em kêu má ra chụp với? Trời ơi, sao đi hồng đợi nữa con? Hả? Hai đứa ra ngoài làm đám cưới rồi mời bạn bè luôn làm cái tiệc luôn hả? Cái gì vậy? Trời con ơi con. Trời ơi, dưới đây má mời hết rồi, bà con tao ngồi chuẩn bị dọn mâm lên sơn trổi rồi mày làm đám cưới rồi đâu được con. Gì vậy? Trời ơi, con về con ơi. Đâu có. Má chứ bà vợ con đâu có gây lộn. Không có giờ gây lộn, nó ngồi xuống màn đám cưới bây giờ gây lộn. Em với anh đâu có giờ gây lộn Phúc anh. À. Cười cho con nó vui đi con. Cười cười. Đó chưa, vui vẻ lắm, bạn vui vẻ lắm con. Má năng bị con nha, trời ơi má con có một mình con thôi con à. Mà bây giờ má mời hết dưới đây rồi. Con về đi rồi tính nha con. Về rồi tính nha con. Ừ về à. Nha. Trời ơi tôi chết rồi anh ơi. Nó nói tôi với anh mỗi lần gặp nhau rồi gây lộn, mỗi lần gặp nhau là gây lộn. Nó nói giờ nó không có thèm làm đám cưới gì hết trơn. Trời ơi nó tự dắt nhau lên Đà Lạt làm đám cưới luôn rồi. Cái gì? Nó nói là hả ba mẹ cứ gây lộn đám cưới nó hoài mà tôi cũng nghĩ vậy. Đám cưới là con cái, bây giờ nó mời mình tới nó trân trọng để cho tụi nó bàn, tụi nó tính với nhau. Bạn kia đám cưới rồi mượn nợ, ra viện cưới xong một cái rồi nó trả nợ nguyên năm không hết luôn đó anh. Năm sau năm gắn giả gà vậy nè anh. Anh thấy không? Không được anh ơi. Bây giờ con cái nó làm sao mà mình cứ theo nó vậy đi. Tôi thấy vậy đúng đó anh. Ha, chứ mình đừng có bài ra, đừng có đám cưới viết thiệp ghi thêm chức vụ, nó không có nên vậy. Vậy đi, vậy nha, vậy chứ vậy không biết cái tánh anh thích ghi chức vụ lên lắm, tổ trưởng phải không? À. Nói nghe nè, bây giờ dưới đây bà con đã ngồi sẵn cả ngàn rồi. Bây giờ dạ quý vị có muốn đi ăn đám cưới của con em không ạ? Dạ muốn không ạ?
ai cũng muốn trơn á. Không mấy giờ em với anh vô viết thiệp mời bà con luôn được không anh? Được, đi vô trong đi. Vô viết thiệp ha. Vô viết thiệp đi ha. Viết thiệp.